Xin chào các em, chúng ta cùng đến với Unit 7, Vocabulary and Listening, từ vựng và nghe, Life Events, những sự kiện trong cuộc đời. Sau bài học này thì em có thể nghe được những cái thông tin chi tiết về tiểu sử một người. Chúng ta thấy có biographical information, ở đây là những thông tin về tiểu sử. Think, do you know any very tall people? What are the good and bad things about being very tall? Bạn biết gì về những người rất cao? Đâu là những cái điểm tốt và những điểm chưa tốt khi mà bạn rất cao? Vậy đây chúng ta sẽ phải trả lời hai ý. Đầu tiên là bạn có biết ai mà rất là cao không? Thứ hai là đưa ra những cái điểm được và chưa được của cái việc mà mình rất là cao, đúng không nào? Và đây là gợi ý của cô nhé. The very tall person I know is the goalkeeper Bùi Tiến Dũng. He is more than 1 meter and 90 centimeters tall. Người rất cao mà tôi biết là thủ môn Bùi Tiến Dũng. Anh ấy cao hơn 1m9. The good things of being very tall is that we can get a lot of well-paid jobs, such as the basketball players or the models. Cái điểm mà lợi điểm tốt đấy của việc cao là chúng ta có thể có rất nhiều những cái công việc mà được trả lương cao, như là những cái cầu thủ bóng rổ hay là người mẫu. The bad things of being very tall is that we will look strange to other people. Sometimes we can find difficult to find our partners. Cái điểm tệ của việc cao là chúng ta sẽ trông rất là khác lạ so với mọi người, và đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy rất là khó để tìm những người bạn đời của mình. Ok, chúng ta nhìn thấy bức tranh. A very tall man. Ok, một người đàn ông rất là cao, đúng không nào? Number one, read the text about Robert Wallow and check the meanings of the phrases in blue. Write the past simple form of the verbs listen and drink. Bạn hãy đọc cái bài khóa về một cái nhân vật người khổng lồ, đúng không nào? Tên là Robert Wadlow, và kiểm tra nghĩa của những cái cụm từ màu xanh dương. Hãy viết thì quá khứ của những cái động từ đó, hãy nghe và kiểm tra lại. Ở đây người ta đã đưa ra cho mình ví dụ là từ grow up, và quá khứ là grew up. Ok, trưởng thành. Vậy chúng ta hãy cùng nghiên cứu bài khóa nhé. Robert Wadlow, the gentle giant. Robert Wadlow, người khổng lồ dịu dàng. Giant là người khổng lồ, và gentle là dịu dàng. The story of the tallest man who ever lived. Câu chuyện về người cao nhất trên thế giới đã từng sống. Ok, ở đây chúng ta thấy người ta sẽ có một cái câu hỏi màu in đậm, đúng nào? Và ở dưới là các câu trả lời. When was he born? Anh ấy sinh ra khi nào? In February, in autumn, Illinois, in the USA. Vào tháng 2 ở Austin, Illinois, ở nước Mỹ. Where did he grow up and go to school? In Austin. Anh ấy đã trưởng thành ở đâu và đi đến trường ở đâu? Thì chúng ta có từ grow up ở đây thì sẽ chuyển thành grew up, chuyển thành quá khứ này. Grow up, và từ này có nghĩa là trưởng thành. Go to school thì chúng ta sẽ chuyển quá khứ thành từ went to school, có nghĩa là đi học, từ này dễ rồi. Did he have any brother and sisters? Anh ấy có anh chị em gì không? Yes, he did, có. He was the oldest of 5 children. Anh ấy là người lớn nhất, tức là anh cả trong số 5 đứa, trong 5 anh chị em. He had, anh ấy có, and, có thể là đây là số lượng anh chị em. They were all a height. Họ đều có một cái chiều cao như thế nào đó. At what age did he leave school? Ở tuổi bao nhiêu thì anh ấy đã rời trường học? Leave là rời, chúng ta sẽ chuyển thành left. School là rời trường nhá, tức là nghỉ học đó. Rồi, did he go to university? Anh ấy có đi học đại học không? Thì chúng ta sẽ chuyển go thành went to university. Đi học đại học. Yes, he did, but he left and didn't get a qualification. Có chứ, nhưng mà anh ấy đã rời đi và không có một cái bằng. Nào, get a qualification, chúng ta chuyển got a qualification. Có bằng đấy, nhận được bằng đại học ạ. How did we become famous?
Anh ấy trở nên nổi tiếng như thế nào? He appeared in a circus. Anh ấy xuất hiện trong một rạp xiếc. What did people call him? Mọi người gọi anh ấy là gì? People called him the giant of Illinois or the gentle giant because he's very quietly. Mọi người gọi anh ấy là người khổng lồ của bang Illinois hay là người khổng lồ rất là dịu dàng bởi vì anh ấy chấm 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 một cách rất là nhỏ nhẹ. Where did he get a job? Anh ấy có một công việc ở đâu? He got a job with the shoe company that made his special shoes. Anh ấy đã có một công việc với cái công ty giày mà đã tạo ra chiếc giày đặc biệt cho đôi giày đặc biệt cho anh ấy. Did he get married? Ở trên cô quên chưa đổi. Có một công việc chúng ta chuyển thành got a job. Okay. Got a job có một công việc. Did he get married and have children? Anh ấy có lập gia đình và có con không? No, he didn't. Thế đây chúng ta got married chuyển thành got married. Chúng ta chỉ cần chuyển động từ đầu tiên là cưới này. And have children tức là có con chuyển thành had children có con sinh con đó. Và có con sinh con ạ. Did he travel much? Anh ấy có đi lại nhiều không? Đi du lịch nhiều không? Thì từ travel chúng ta sẽ gấp đôi chữ L và thêm đi nhá. ED. Yes, he did. He visited different towns in the USA when he traveled for the shoe company. Có chứ, anh ấy đã thăm ở đây chúng ta cần một con số này. Bao nhiêu cái thành phố khác nhau, các cái thị trấn khác nhau ở nước Mỹ khi mà anh ấy đi lại để khi mà còn làm ấy, ở công ty giày. When did he die? Died ở đây có nghĩa là chết, quá khứ của nó là died. Okay. He died at the age of because of a problem with one of his. Anh ấy đã mất ở tuổi bao nhiêu đó bởi vì một vấn đề với một trong số những cái gì của anh ấy. Được chưa? Và chúng ta thấy ở đây là có hai bức tranh. Một người bức tranh là một người đàn ông đang đo cái chỉ số của anh ấy và một bức tranh cũng thế đúng không nào? Anh ấy rất là to lớn bên cạnh một người đàn ông nhỏ bé hơn. Robert Wallow, age and height. Robert Wallow tuổi và chiều cao. Ở đây chúng ta thấy tuổi 1, 6, 12, 17, 22 còn chiều cao đây. Ok, rất là cao. Number 2, do you think people in the USA liked or disliked Robert? Listen to our podcast about Kim and check the answer. Bạn nghĩ là những người ở Mỹ thích hay là không thích? Like là thích và dislike là không thích Robert. Hãy nghe một cái bài nói về anh ấy và kiểm tra nhé. Ở đây chúng ta hãy nghe bài nói lần đầu. Unit 7. Vocabulary and listening. Exercises 2 and 3. Robert Wadlow was born in February 1918 in the town of Alton, Illinois, in the USA. He grew up and went to school there, and people in the town loved him. He grew very quickly. At the age of 6, he was taller than his father. That was a problem at school, so they made a special desk for him. Robert was the oldest of 5 children. He had 2 brothers and 2 sisters who were a normal height. When Robert left school at the age of 17, he was 2.48 meters tall. He went to university, but it was difficult for him, so he left. Robert became famous in the USA when he appeared in a famous circus. People called him the Alton Giant, the Giant of Illinois. People also called him the Gentle Giant because he spoke very quietly. Robert never stopped growing. Robert got a job with the shoe company that made his special shoes and traveled around the country with his father. They went to 800 different towns in the USA, and Robert became more famous. Sadly, Robert died at the age of 22 because of a problem with one of his feet. People were very sad when Robert died.
Finish. Nghe những câu đầu tiên và câu cuối cùng chúng ta thấy là một giọng rất là buồn đúng không? Câu cuối cùng chúng ta nghe thấy là people were very sad when Robert died. Mọi người rất là buồn khi anh này mất đi, chứng tỏ là họ rất là yêu thích nhân vật này đúng không? Mình sẽ trả lời là people in the USA like him very much. Okay. Number 3, read the skill strategy, then listen again and complete 1 to 9 in the text. Hãy đọc cái chiến lược kỹ năng ở phía bên trái, sau đó hãy nghe lại và hoàn thành các cái chỗ trống cần điền từ 1 đến 9 trong bài khóa. Thì chúng ta lưu ý đây là một bài khóa nhưng người ta đã bỏ trống những chỗ trống và mình cần điền thêm nhé. Điền những cái thông tin vào đây, có thể là con số hoặc là các cái chữ từ cụm từ. Chúng ta cùng đến với skills là cái chiến lược nghe. Before you listen again, you should read the sentences with the gaps. Try to predict what the gaps will be. Listen to the recording while reading the text. Write down the answers. Đầu tiên là bạn sẽ phải nghiên cứu, đọc những cái câu mà có chỗ trống. Gaps, ở đây là chỗ trống. Cố gắng đoán cái chỗ trống đấy là cái gì, bạn cần điền cái gì. Hãy nghe đoạn văn, hãy nghe cái bài nói trong khi là bạn vừa đọc vừa nghe đấy, và cuối cùng là viết đáp án. Vậy chúng ta hãy cùng là đến với hai cái bước đầu tiên đúng không? Ở đây có 9 chỗ trống, chúng ta cần khai thác và chỗ trống cần điền gì. Đây là một kỹ năng chuẩn bị, tức là cái bước mà chúng ta chuẩn bị khai thác trước khi nghe để làm sao chúng ta không bị thụ động các em nhá. Đây là một bước mặc dù là nó cũng hơi mất thời gian một tí, chúng ta sẽ phải chỉnh chu ngay từ đầu để chúng ta làm cho làm sao là cái não của chúng ta nó quen, tức là quen với nội dung, dự đoán được trước nội dung của bài này là gì, để khi chúng ta nghe, chúng ta bắt được thông tin thì chúng ta sẽ chọn được chính xác hơn và không bị động nhé. Rồi, ở đây là when was he born, anh ấy sinh ra khi nào. Vậy chắc chắn ở đây chúng ta cần một con số rồi, có tháng rồi, vậy chắc chắn là cần một năm, đúng nào, một năm là year. Rồi, tiếp theo câu số 2, anh ấy có anh trai hay là anh chị em gì không. Vậy thì anh ấy là con trai lớn trong 5 người. Vậy thì đương nhiên là sẽ ở đây sẽ có bao nhiêu anh trai, em trai này, cũng như là bao nhiêu chị gái, em gái đúng không nào? Và họ, tất cả họ đều có một cái chiều cao. Thì sau er và trước danh từ chúng ta cần một tính từ câu số 4. Tính từ thì chắc chắn là ví dụ chiều cao là bình thường này, hay là chiều cao đặc biệt gì đó, chúng ta cần nghe một tính từ. Anh ấy đã rời trường khi mà bao nhiêu tuổi, đúng không? What age? Vậy chúng ta cần con số. Tiếp theo là câu số 6, chúng ta thiếu có chủ ngữ rồi và có trạng ngữ, chúng ta thiếu một động từ thường ở đây và động từ đó sẽ chia thành quá khứ. Rồi, tiếp theo đến câu số 7 nhá. Câu số 7 là he visit. Ở đây là bản thân câu này đã đủ nghĩa rồi, vậy trước câu số 7 chắc chắn là chúng ta cần thêm một con số. Ví dụ như là thăm bao nhiêu quốc gia này, thăm bao nhiêu thành phố này, cần một con số. Và câu số 8 cũng cần một con số, mất độ tuổi bao nhiêu. Bởi vì một trong những vấn đề với cái gì đó của anh ấy thì mình ở đây mình sẽ cần một danh từ, đúng không? Vấn đề gì đó liên quan đến bộ phận hoặc là liên quan đến một cái gì đó của anh ấy. Vậy bây giờ các bạn hãy chú ý lắng nghe để chúng ta cùng đưa ra đáp án chính xác nhé. Vocabulary and listening. Exercises 2 and 3. Robert Wadlow was born in February 1918 in the town of Alton, Illinois, in the USA. He grew up and went to school there, and people in the town loved him. He grew very quickly. At the age of 6, he was taller than his father. That was a problem at school, so they made a special desk for him. Robert was the oldest of 5 children. He had 2 brothers and 2 sisters who were a normal height. When Robert left school at the age of 17, he was 2.48 meters tall. He went to university, but it was difficult for him, so he left. Robert became famous in the USA when he appeared in a famous circus. People called him the Alton Giant, the Giant of Illinois.
People also called him the gentle giant because he spoke very quietly. Robert never stopped growing. Robert got a job with the shoe company that made his special shoes and travelled around the country with his father. They went to 800 different towns in the USA, and Robert became more famous. Sadly, Robert died at the age of 22 because of a problem with one of his feet. People were very sad when Robert died. Rồi, vậy chúng ta điền thêm nhé. Câu số 1, in February 1918, okay, năm 1918, tháng 2 năm 1918 là cái thời gian anh ấy sinh ra. Okay, ở đây chúng ta thấy là vậy chỉ còn 4 người, tổng cộng anh chị em. He had 2 brothers and 2 sisters. They were, họ đều có cái chiều cao bình thường, normal. Normal là bình thường nhé. Và anh ấy rời trường khi anh ấy 17, 17 tuổi. Mọi người gọi anh ấy là người khổng lồ của bang Illinois hoặc là người khổng lồ rất là dịu dàng bởi vì anh ấy nói rất là nhỏ nhẹ. Chúng ta có một cái động từ là từ spoke, là quá khứ, phân quá khứ cột 2 đấy, bất quy tắc của to speak. Tiếp theo nào, anh ấy đã thăm 800 quốc gia. Và cuối cùng là anh ấy mất ở tuổi at the age of 22. Because of a problem with one of his feet, bởi vì một trong số những vấn đề với cái chân của mình, ngón chân của mình. Vậy chúng ta hãy cùng đi qua cái bài đọc nhé. Robert Wallow sinh năm 1000 vào tháng 2 năm 1918 đấy, ở đây là cô đang bị đánh nhầm. Ở một thành phố Alton, Illinois ở nước Mỹ. Anh ấy đã trưởng thành và đi đến trường ở đó, đi học ở đó và mọi người trong thành phố rất là yêu anh ấy. Anh ấy phát triển rất nhanh, lúc 6 tuổi thì đã cao hơn bố mình. Đó là một vấn đề ở trường học. Do vậy, họ đã làm một cái bàn rất đặc biệt cho anh ấy. Robert là anh cả trong số 5 anh chị em. Anh ấy có hai người anh trai này và hai người em gái. Họ đều có cái chiều cao bình thường. Khi mà Robert rời trường lúc 17 tuổi thì anh ấy cao 2,48 m. Anh ấy đã đi học đại học nhưng mà thật khó cho anh ấy, do vậy anh ấy đã nghỉ. Robert trở nên nổi tiếng ở nước Mỹ khi mà xuất hiện trong một rạp xiếc. Mọi người gọi anh ấy là người khổng lồ Anton hay người khổng lồ của bang Illinois. Mọi người cũng gọi anh là người khổng lồ dịu dàng bởi vì anh ấy nói rất là nhỏ nhẹ. Robert thì không bao giờ ngừng phát triển. Robert có một công việc với công ty giày mà đã làm đôi giày đặc biệt cho anh ấy và đi khắp trên đất nước với bố của mình. Họ đã đi đến 800 cái thị trấn khác nhau ở nước Mỹ và Robert trở nên nổi tiếng. Thật đáng buồn, Robert đã mất ở tuổi 22 bởi vì vấn đề với một trong số những cái ngón chân của mình. Và một trong số những bàn chân của mình, xin lỗi, mọi người rất là buồn khi Robert đã mất. Rồi, vậy chúng ta hãy cùng quay lại cái bài của mình nhé. Bài của mình thì phần nghe các bạn chú ý là nốt lại những cái kiến thức mà cô đã hướng dẫn các bạn nhé. Number 4, write sentences about a person in your family. Use the past tense passive form of the verbs in the text. Hãy viết các câu về một người trong gia đình của bạn sử dụng các động từ quá khứ, chính là những cái động từ màu xanh dương mà cô đã gợi ý. Mình sẽ viết theo cái lịch trình, cái tiểu sử của người ta sinh ra này, đi học năm bao nhiêu tuổi này, có bao nhiêu anh chị em này, học đại học năm nào, lập gia đình và sinh con, đúng không nào? Rồi, vậy đây là gợi ý của cô cho các bạn nhé. My family has 5 people. My sister is Ngọc. She grew up in Ninh Bình, Việt Nam. She went to university when she was 18 years old and she left school when she was 22 years old. She traveled 20 provinces in the country. Now, she living in Hanoi. Gia đình của tôi có 5 người. Chị của tôi là Ngọc. Chị ấy đã lớn lên ở Ninh Bình, Việt Nam. Chị ấy đã đi học đại học khi 18 tuổi.
và đã rời trường khi 22 tuổi. Chị ấy đã đi đến 20 tỉnh chất đất đất nước. Giờ đây chị ấy đang sống ở Hà Nội. Number 5, use it, work in pairs. Compare your sentences in exercise 4. My dad grew up in Huế. Really? My dad grew up in Istanbul. Bố của hãy làm việc thông cập, so sánh các câu ở bài số 4. Bố của tôi đã lớn lên ở Huế. Thực à, bố của tôi lớn lên ở Istanbul. Thì bài số 4 là các bạn biết, sau đó chúng ta so sánh. Cô gợi ý thêm, ví dụ my mother. My mother left school when she was 15 years old. Mẹ của tôi nghỉ học khi 15 tuổi. Anh kia sẽ nói là really? My mother left school at the age of 18. Cái này chúng ta có thể đối chiếu thôi. Cái phần này là thực ra là chúng ta tương tác với nhau để hiểu rõ hơn về những cái thông tin về một người mà chúng ta biết thôi. Our lesson finished today. I hope you like it and wish to see you next time. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Một bài nghe rất là hay về một nhân vật khổng lồ Robert Wadlow. Mặc dù là cuối câu chuyện khá là buồn, nhưng chúng ta vẫn thu được những cái kiến thức rất hữu ích về nhân vật này, đúng không nào? Hẹn gặp lại các em trong những bài học tới nhé.